Ok, rồi hôm nay cô Thanh sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn letter A ha và các từ có liên quan đến letter A. I'm an angry apple. A. A. This is the A sound. This is the letter A. This is the letter A. One. Two. Three. One, two. A, A, angry apple. A, A, angry apple. What's the beginning sound? A. What letter is this? A. Apple. Apple. Axe. Axe. Ant. Ant. Alligator. Alligator. Ant, apple, alligator, axe. Ant, apple, alligator, axe. Ant, apple, alligator, axe. Listen, point, and repeat. One. Apple. 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 Two. Axe. 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 Three. Ant. 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 Ants. Four. Alligator. 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 Page 5. D. Listen. Then write A. Or cross it out. One. Ant. Ant. Two. Bear. Bear. Three. Apple. Apple. Four. Alligator. Alligator. Five. Cup. Cup. Six. Axe. Axe. Ở phần bài tập này thì cô Thanh hướng dẫn các bạn này. Các con sẽ nghe theo thứ tự từ 1 đến 6. Từ nào người ta đọc mà có chữ letter A thì các con đánh viết letter A vào. Từ nào không có thì các con đánh dấu cross. Bố mẹ có thể hướng dẫn các con bằng cách nếu có letter A thì các con có thể vỗ tay, không có letter A thì các con không vỗ tay ha, để cho các bạn nhỏ chúng ta thực hiện khi các con chưa biết viết chữ. Page 5. E. Listen and chant.